Ok, hello, xin chào anh em. Chào mừng anh em đã quay trở lại với channel của mình. Và ngày hôm nay thì chính thức tựa game Thiếu Niên Danh Tướng 3Q chính thức ra mắt. Và ở video ngày hôm nay mình sẽ review cho mọi người và share cho mọi người cái bộ code chung mà hiện tại game đang có nha. Còn riêng code riêng thì anh em tự kiếm nha. Cái đấy là lên group và fanpage để có thể làm nhiệm vụ để kiếm nha anh em nhá. Trước khi vào video ngày hôm nay của mình thì nếu như anh em chưa xem những cái video trước đây của mình về tựa game này, ví dụ như là hướng dẫn build team cho nông dân theo từng quốc gia này, review các vị tướng như kiểu là Lữ Bố, Tôn Sách hay là Gia Cát Lượng chẳng hạn, hoặc là cả video hướng dẫn làm sao anh em có thể build được một đội hình chỉ mang 2 tướng lên trận hay là 1 tướng lên trận hoặc là 3 tướng lên trận. Ok, nó đều nằm ở dưới phần chữ Y ở bên góc phải của màn hình đây, hoặc là anh em có thể vào kênh của mình để tìm kiếm video nha. Ok, hôm nay chúng ta tiếp tục đi vào bản test này, bản chính thức mà tựa game ra mắt ngày hôm nay thôi. Ui, đã 2 server rồi ạ. Nhanh thế. Nào, vào nào. Game có cốt chung nhá. Game có một bộ cốt chung rơi vào độ tầm khoảng 9 cái này phải. Nhớ không nhầm là 9 cái, 9 cái cốt chung cộng với một dãy cốt riêng cực kỳ nhiều. Anh em có thể test thoải mái nhá. Xuống nhá. Ngoài ra thì cái gói quà đăng ký nhanh, đăng nhập nhanh các kiểu. Ok. Đăng ký sớm thì game nó sẽ tự gửi vào app của tất cả anh em luôn. Thoải mái luôn nha. Thích nhất các ông. Nào, bật đề, chơi đề. Hôm nay thì mình chỉ test thôi. Server mình chơi thì bọn mình đã thống nhất với một số anh em khác là sẽ vào ngày mai. Mai là thứ Bảy thì anh em sẽ rảnh nhiều hơn. Và nó cũng để né cái ngày đầu ra, bởi ngày đầu rất dễ gặp trường hợp kiểu như là bị lỗi game ấy. Lỗi game nên là không muốn chơi server đầu. Wow. Rất là quen thuộc đúng không nào, bởi vì chúng ta đã chơi bản test rồi mà anh em đã được trải nghiệm bản test. Còn những anh em chưa được trải nghiệm bản test thì ok, quất thôi nhỉ. Chúng ta phải qua được cái nhiệm vụ tân thủ đã, xong rồi chúng ta mới nhập code được. Bởi vì thế chúng ta mới check code được, anh em hiểu không? Đấy, nên tôi phải chạy qua nhiệm vụ tân thủ đã nhá. Quay tướng này. Tôi sẽ cố gắng làm nhanh qua cái đoạn nhiệm vụ tân thủ này cho mọi người. Quan trọng là share code, nhưng mà share code thì phải biết là code nó có cái gì đâu là phải nhập, phải xem giá trị ở code có cái gì thì... nên là mình muốn sâu kỹ cái phần đó cho mọi người. Viên Thiệu, một thanh niên gọi là có lượng sát thương vô cùng ổn áp của Tim Quần, một con tướng đáng sử dụng. Nhưng mà nó bậc RS cộng nó cũng là gọi là chat đấy. Quan Nhân Bình kinh vậy, một tên bắn ra một tướng tử trận, sợ thế nhở. Vậy ai dám cản đường ta? Vân Ca và Vũ Ca đấy. Vào luôn anh ơi. Choáng chất lượng. Mày hả bưởi. Trời ơi, Vũ cần tim, Vũ quét hết. Vậy, sở hữu của con này trong trận thì trong đội hình cứ gọi là mướt bằng mượt luôn. Bắt ra ngoài làm gì ta? Rồi. Sắp ổn là sắp xong rồi các bạn. Anh em đợi thêm xíu nữa là xong ngay. Không thì nếu như anh em nào mà không muốn xem cái giá trị code là gì mà muốn nhập luôn ấy thì code mình để dưới phần mô tả video nhá. Anh em xuống em mà lấy nhá. Đấy, mình để dưới phần mô tả video ấy, anh em xuống đấy mà copy và nhập. Đó, anh em là muốn xem là giá trị code có những cái gì và nhập ở đâu, nhập như thế nào thì có thể xem video này của mình. Rồi, nốt tên tiếp theo nữa là sao? Nào. Đây anh em đợi tốt nốt tên này là được rồi. Nốt ra này có thể nhập được rồi. Tướng địch tấn công Lữ Bố. Hồi game này ra mắt ở bản Trung Quốc em bị chửi nhiều bởi vì cái hình ảnh con Lữ Bố với cái con pet đứng đằng sau lấy y đúc như tướng của Om và Queen. Hồi bị chửi nhiều lắm không ạ? Chửi nhiều vãi đai, sợ thế. Rồi ok, đẹp rồi, xong rồi đây, xong rồi đây. Đánh xong rồi này là xong. Rồi lên level 6 rồi. Level 6 thì check code rồi. Đấy, dùng nhẹ cái check hôm bữa mình chỉ cho anh em ấy, để thoát cái nhiệm vụ tân thủ đi. Rồi, nhận được quà ngân bình. À, chúng ta sẽ bắt đầu với, đây là quà đăng ký sớm. Đây là quà đăng ký sớm, tất cả anh em trong server đều nhận được. Tổng cộng bây giờ là có 70.000 người đăng ký sớm mà. Đấy, quà ta có này. Đấy, đây là đá tiến cấp võ hồn ạ. Dùng đây là võ hồn dùng đổi mảnh tướng trong shop. Su này, sách AP này, chiêu mộ thẻ tướng thường này. Đấy, có 3 thẻ chiêu mộ tướng cam này, 1 dương tướng SS ngẫu nhiên à. Ngẫu nhiên thì cũng hơi cam. Ngẫu nhiên được một vài con chủ chốt thì mới xịn. Rồi ok, nhập code thôi. Nào, chúng ta cũng bắt đầu nhập code cùng với mình. Nhập code thì anh em vui lòng truy cập vào cái trang code.360game.vn, chọn Thiếu Niên Danh Tướng 3Q, sau đó đăng nhập tài khoản của các bạn vào. Sau khi đã đăng nhập tài khoản của anh em, chọn server chơi như mình là S2 Trương Liêu này, chọn nhân vật này, Moon Su, sau đó có thể bắt đầu nhập code ở đây. Cái code đầu tiên là code T0 Thiếu Niên Danh Tướng 3Q viết tắt OB, cái này là Open Beta này. Đấy, đã thông báo nhận code thành công rồi. Anh em vào check ngay game, có thư luôn. Đấy, chúng ta được một cái, ui, được hắn một cái ấn luôn. Ấn để nâng quan chức cho main, 3 dương hoàng kim cộng với 3 chìa khóa để mở dương hoàng kim, 200 KNB. Tuyệt vời, một thứ. Nào, cái code thứ hai là code T1 VIP Thiếu Niên Danh Tướng 3Q. Nhận thành công. Đấy, nó phải như thế không? Đấy, được luôn này. Lại là một ấn nữa, tuyệt vời luôn. Một cái EXP để nâng cho bảo vật. Nâng cho cái bảo vật ấn ngựa của các bạn. Đây là đá tẩy cộng với 200 gold. Ngon thế. Ngon thật sự. Rồi, tiếp tục nhá. Code tiếp theo T2 VIP Thiếu Niên Danh Tướng. Ôi giời ơi, định mệnh nó lại không chật phát nào ạ. Đây, chúng ta lại có một cái mảnh, một cái tỷ lệ mảnh có ra được trang sức cam là cái ấn ngựa cam đấy. Cộng với đá rồi ở trong shop hồn này, đá đập trang bị với lại KNB. Ngon, nó lại quá ngon luôn. Tiếp tục nào. Cái code thứ tư đó chính là code T3 Lữ Bố VIP. Cái này tôi chưa nhận à? Chết người, lão này già mẹ nó rồi. Rồi tiếp tục là EXP bảo vật. Rồi cái này gọi là trang sức đi, bảo vật nó là cái khác, quen mồm đọc ở bên kia. Ok, chúng ta có dương bạc và chìa khóa bạc cộng với 200 KNB. Đấy, mệnh tính ra là cả 1000 KNB đúng không? Code tiếp theo là code T4 Quan Vũ VIP. Nhận. Rồi. Lại có thư. Ui, được một mảnh bảo vật, cái này mới gọi là bảo vật của tướng này, nhưng mà phải 15 cái mảnh thì mới được một bảo vật. Đấy. Không có là may rồi, đổi ở trong shop bang thì cũng lâu lắm. Cô tiếp theo T5 Triệu Vân VIP nhận quà check. Ôi này là cũng được rồi, này là cũng ngon rồi. Cô tiếp nào T6 Chu Du VIP. Đấy, lại có một tướng tím ngẫu nhiên ạ. Tướng tím ngẫu nhiên chắc là không dùng rồi. Là tôi sẽ xay ra để vào shop để mà đổi. Cốt thứ 8 à, cốt thứ 8 đó là T7 Tào Tháo VIP. Nó định mạnh lại chưa bấm nhận. Tào nào, ngáo ngơ thật sự. Rồi lại dương đồng rồi, có cả dương bạc, dương vàng, dương đồng rồi. Và cái cốt cuối cùng ngày hôm nay trong 9 cái cốt chung này đó chính là T8 Tư Mã Ý VIP. Đấy, anh em có thể copy mấy cái mã này ở trong phần mô tả video của mình để có thể nhập nhá. Link cái trang nhập để phần mô tả video cho mọi người nhá. Check nào, thẻ chiêu mộ bạc. Rồi, thẻ mục tướng thương. Rồi, ok, đó chính là tổng cộng 9 cái cốt chung mà mình share cho mọi người. Ngoài ra còn có rất là nhiều cốt riêng nữa mà được gửi về Gmail của các bạn khi mà các bạn tham gia đăng ký và làm theo các cái event nhận cốt ở trên fanpage của game. Đấy. Ok, nói chung là video ngày hôm nay mình chỉ là review qua và share code cho mọi người thôi, chứ tự game này mình đã review chuyên sâu rất là nhiều, hướng dẫn đội hình, hướng dẫn build team, review tướng và có những thủ thuật trích ở trong game, đã có những video riêng rồi. Anh em nào muốn xem thì vào kênh của mình nhá. Nếu thấy video này hay cho mình một like, một share và một đăng ký kênh. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại anh em ở các video tiếp theo. Chúc anh em chơi game vui vẻ.